trang Yifen đưa tin, sao nữ vong công dân Dịnh Sang đã đăng tải lên mạng thôn hội những hình ảnh khi cô và dị hôn phu Ngô Khải Nam tổ chức lễ nạp cái. Được biết, lễ nạp cáo là một trong những tục lệ kết duyên truyền thống của Trung Quốc, được tiến hành trước ngày cưới từ 15-20 ngày. Nhà trai sẽ lựa chọn ngày đẹp, mang tiền và sính lễ đưa tới gia đình nhà gái, đây cũng được gọi là nghi thức đính hôn trang trọng nhất. Dân dịnh sang và gamer thủ trai phong phú trong ngày cần thiết. cả núi xính lễ quan phí do gamer thủ trai thần tiên tỷ tỷ mang tới trong lễ nạp thái. Trước đó, dân dịnh sang đã tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ tại lâu đài cổ Milan La vào ngày 12 tháng 10 cùng với gamer thủ trai đã hẹn vào 5 năm Ngô Khải Nam. Có thể thấy được xính lễ do Ngô Khải Nam mang tới thực sự cực kỳ ấn tượng, đều là trang sức bằng vàng rồng. Được biết, Gamer thủ trai của dân dịnh sang là một phú tâm đại giàu ba đời, nổi tiếng, có ông giữ chức vụ chính trị cần thiết ở địa phương. Hiện tại, anh đang là tổng giám đốc tài chính đồng thời là cổ đông của tập đoàn Hắc Thạch, gia thế cũng và rất có địa vị trong thôn hội. Dân dịnh sang đã từng tuyên bố sẽ kết duyên vào tháng 10 năm nay. Rất nhiều gamer thủ thân của dân dịnh sang đã được mời tới phổ biến vui trong ngày trọng đại. Giang Dịnh Sang đã mời rất nhiều gamer thủ tốt tới phổ biến vui trong lễ nạp thái của mình, tuy nhiên, người chị em tốt một thời của cô Angela Barbie lại chẳng hề có mặt. Khi mới gia nhập thôn giải trí, Dâm Dịnh Sang từng là gamer thủ thân của Quỳnh Hiểu Minh, từng cùng nhau quay phim, hợp tác rất nhiều lần. Tuy nhiên, sau này, cặp hảo tỷ muội này lại bất thần trở mặt thành thù khiến cho netizen không khỏi bất thần có người cho rằng, vì cả hai đều có định hướng phát triển, đẳng cấp tương tự nên xảy ra xung đột về lợi ích, khiến cho họ sinh ngăn cách, tình ga mê thủ thay đổi. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, giờ đây Angela Barbie đã kết duyên với Quỳnh Hiểu Minh, dân diện sang cũng sắp thành vợ người ta, những ân gán thù năm đó cũng không đáng nhắc tới nữa. Với nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tốt, dân diện sang chiến hữu lượng phan khá đông đảo ngay từ đầu, cô đã được thiên dương Lê Minh chi số tiền lớn để ký hợp đồng thành gà dưới trứng công ty của anh. Tuy nhiên sau đó, Lê Minh lại bận rộn vì ly hôn và sự qua đời của thân phụ mình nên không có cơ hội nâng đỡ Giang Dĩnh Sang. Giới truyền thông đã gọi Giang Dĩnh Sang là mỹ nhân bị Lê Minh lãng phí. Sau khi hoàn thành hợp đồng với Lê Minh, Giang Dĩnh Sang mới tìm được nhiều cơ hội để phát triển dân dịnh sang từng là gamer thủ thân nhất của Angela Barbie nhưng tình chị em của họ đã tăng dở. Bà Thôn Quỳnh Hiểu Minh cũng không hề có mặt tại ngày cần thiết của dân dịnh sang. Nguồn Y